Chào quý khán giả đến với chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Tạo thói quen đội nón bảo hiểm cho học sinh khi tham gia giao thông. Lấy ý kiến 3 địa phương về việc mở rộng làn đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận. Không đi theo hiệu lệnh biển báo, nhiều trường hợp bị ngành chức năng lập biên bản xử lý. Thưa quý khán giả, tác dụng của nón bảo hiểm thì người tham gia giao thông nào cũng đã biết. Tuy nhiên, vì không ít lý do mà nhiều bậc cha mẹ học sinh đã quên đi việc phải đội nón bảo hiểm cho con mình đến trường và đi lại hàng ngày. Chính vì thế, trong những năm học qua, ngành giáo dục cùng các đơn vị liên quan đã trao hàng ngàn chiếc nón bảo hiểm cho học sinh lớp 1. Món quà nhỏ nhưng lại mang nhiều thông điệp về an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh. Cụ thể, trong năm học mới này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp phối hợp với công ty Honda trao tặng trên 24.000 nón bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh. Qua chương trình này, ngành giáo dục đề nghị các trường tăng cường tuyên truyền về sự cần thiết của việc đội nón bảo hiểm để hình thành thói quen cho các em mỗi khi tham gia giao thông. Hàng năm vào đầu năm học thì chúng tôi tổ chức là các cái buổi tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông, rồi là phòng chống là học sinh vi phạm pháp luật. Thì qua cái buổi tuyên truyền này thì nhằm mục đích là răn đe nhắc nhở, nâng cao nhận thức cho phụ huynh học sinh cũng như là học sinh. Bên cạnh đó thì ngành giáo dục cũng đã chỉ đạo cho các trường tổ chức là ký cam kết giữa giáo viên với giáo viên, rồi cán bộ quản lý, rồi là các bậc phụ huynh học sinh và các em học sinh là ký cam kết là không vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, nón bảo hiểm có thể giảm tỷ lệ tử vong do chấn thương đầu từ 50% đến 75%. Tại Việt Nam, trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy bắt buộc phải đội nón bảo hiểm đạt chuẩn. Do đó, phụ huynh hãy tập đội nón cho trẻ khi còn nhỏ, cũng như cần làm gương cho trẻ bằng cách đội nón bảo hiểm mỗi khi tham gia giao thông. Từ những điểm hư hỏng nhỏ mà cầu Mương Lớn 2 và cầu Đốc Giàn Thượng trên tuyến quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự giờ đã xuất hiện nhiều ổ gà lớn. Tình trạng này gây trở ngại và tiềm ẩn nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện lưu thông qua cầu. Tại cầu Mương Lớn 2 đoạn qua địa bàn phường An Bình A, thành phố Hồng Ngự, người tham gia giao thông, nhất là người đi xe máy phải tìm cách để tránh sụp vào những ổ gà lớn nhỏ xuất hiện dày đặc trên mặt cầu. Người dân sống ở khu vực này đã nhiều lần giảm giá, sửa chữa, nhưng chỉ một thời gian ngắn, tình trạng lại tiếp tục như cũ. Cầu Đốc Giàn Thượng nằm ở địa phận xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, cũng trong tình trạng tương tự. Do không được sửa chữa kịp thời nên khi mưa xuống, bánh xe của các phương tiện lớn lưu thông qua lại đã làm cho mặt cầu hư hỏng nặng hơn. Không chỉ gây bất tiện cho các phương tiện mà những ổ gà này còn là những cái bẫy nguy hiểm với người tham gia giao thông. Thưa quý khán giả, khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện đang triển khai 9 dự án giao thông trọng điểm quốc gia với tổng vốn đầu tư là trên 100.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều dự án trong số này đang chậm tiến độ từ 4 đến 15% so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chính là do thiếu nguồn cung cấp vật liệu, đặc biệt là các đắp nền, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công. Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc cung ứng cát đắp cho các dự án vẫn chưa đáp ứng đủ. Cụ thể, cao tốc Cần Thơ-Cà Mau hiện chỉ đạt 54.000 mét khối một ngày so với nhu cầu 76.000 mét khối. Trong khi đó, dự án đường Hồ Chí Minh hiện chỉ mới thi công phần cầu và đào bốc hữu cơ do chưa hoàn thành thủ tục cấp mỏ. Nguyên nhân nguồn cát cung ứng gặp khó do thời gian hoàn thiện thủ tục kéo dài và công suất khai thác mỏ hạn chế. Một số tỉnh như Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long vẫn chưa xác định đủ nguồn cát để đáp ứng nhu cầu của dự án. Để đảm bảo tiến độ, các tỉnh trong khu vực cần nhanh chóng hoàn thành thủ tục cấp phép khai thác mỏ trong tháng 10 năm 2024. Bộ cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương về thời gian khai thác cát, sỏi lòng sông. Đối với nhà thầu, cần bổ sung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3K 4 kiếp và tăng cường quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn lao động để bù lại tiến độ bị chậm trễ. Đối với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến để mở rộng lên 6 đến 8 làn xe. Bởi thời gian qua thì lưu lượng vận tải của tuyến cao tốc này đã vượt quá năng lực phục vụ của đường, khiến cho việc ùn tắc, mất an toàn giao thông diễn ra thường xuyên. Để có cơ sở thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng cao tốc,
Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và Tiền Giang nghiên cứu, có ý kiến tham gia hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, trong đó xem xét các yếu tố như sự phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và hiệu quả quốc phòng, an ninh cùng hình thức đầu tư, mục tiêu, địa điểm, phạm vi, quy mô dự kiến. Theo phương án đề xuất, đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương mở rộng từ 4 làn xe đầy đủ lên 8 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp. Đoạn Trung Lương Mỹ Thuận mở rộng từ 4 làn hạn chế lên 6 làn xe hoàn chỉnh, 2 làn dừng xe khẩn cấp. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án trên 32.000 tỷ đồng với hình thức đầu tư là hợp tác công tư. Thực hiện kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông thủy nội địa, đoàn liên ngành của tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức tổng kiểm tra trên các tuyến sông kênh do Trung ương và tỉnh quản lý. Qua 13 ngày thực hiện thì tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Qua làm việc, đoàn liên ngành đã kiểm tra 55 trường hợp, phát hiện và lập biên bản 7 trường hợp vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 60 triệu đồng. Trong đó, bến khách ngang sông vi phạm về niêm yết giá vé không đúng quy định, thuyền trưởng không có giấy chứng nhận, khả năng chuyên môn hạng 3, số đăng ký trên phương tiện bị bong tróc. Đối với bến hàng quá đã xử phạt 1 trường hợp tổ chức cho phương tiện xếp dỡ hàng quá tại vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động. Ngoài ra, ngành chức năng còn xử phạt các phương tiện chở hàng quá không có giấy đăng ký, đăng kiểm, chở quá vạch dấu mớ nước an toàn. Ngoài kiểm tra xử lý vi phạm, đoàn liên ngành đã kiến nghị đến các địa phương, đơn vị quản lý thực hiện đảm bảo an toàn giao thông thủy, như bố trí thả phao báo hiệu giới hạn thông thuyền tại công trình cầu Cái Đôi, đoạn giao nhau giữa sông Tiền, di dời lồng bè nuôi cá trên sông Cần Lố và sông Cái Nhỏ thuộc thủy phận huyện Cao Lãnh, do các điểm nuôi thủy sản này nằm tại vị trí cua cong, nguy cơ xảy ra tai nạn là rất cao. Thưa quý khán giả, trong các chương trình trước thì chúng tôi có đề cập tình trạng một bộ phận người tham gia giao thông không tuân thủ biển báo hiệu lệnh khi mà lưu thông từ các tuyến đường nhánh ra trục đường chính Nguyễn Huệ. Trước tình trạng này thì mới đây, đội cảnh sát giao thông và trật tự công an thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện và lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp vi phạm. Theo nội dung thể hiện trên biển báo này, người điều khiển phương tiện chỉ được phép rẽ phải, không được rẽ trái hoặc đi thẳng. Thế nhưng nhiều phương tiện lại không chấp hành theo hiệu lệnh của biển báo. Chỉ trong thời gian ngắn lập chốt kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận hàng loạt trường hợp vi phạm. Em tính quẹo qua trái và chạy về đường hướng điện biên phủ á. Như lần sau mà em có tham gia giao thông thì em sẽ để ý hơn nhiều hơn mấy cái biển báo và em sẽ rút kinh nghiệm là cái con đường này em sẽ quẹo phải thay vì quẹo trái. Do trường hợp này là người ở nơi khác lần đầu đến địa phương nên chưa hiểu rõ về cách tổ chức giao thông tại đây, tổ kiểm soát đã thông tin về biển báo hiệu tại nút giao, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở để người điều khiển phương tiện chú ý và chấp hành cho đúng. Thông báo với Hào ha, qua quá trình từng ra kiểm soát á, anh lập chốt bên này nè, ngay chỗ cái đầu đường đó là có biển chỉ dẫn, là các phương tiện tới đó đó là phải quẹo phải, phương tiện mình là chỉ nhích lên chút ha. Nên tụi anh là tiến hành nhắc nhở em, đây cũng như lần đầu của em ha. Lần đầu cũng như rút kinh nghiệm cho lần sau nha. Nếu người từ nơi xa đến chưa rành về cách đi lại, thì một số người thường xuyên lưu thông tại các nút giao này lại đi theo thói quen. Đó là phương tiện khác rẽ hướng nào thì mình di chuyển theo hướng đó. Không chỉ xe máy mà lái xe ô tô cũng đi sai nội dung thể hiện trên biển báo. Chưa tính đến việc vi phạm luật giao thông, mà chính các trường hợp rẽ trái hay đi thẳng cũng thừa nhận rằng hành vi này sẽ dẫn đến xung đột giao thông với dòng xe trên trục đường Nguyễn Huệ. Nhất là mình chạy ra thì cũng hay quên. Dạ, mình kiếm đường nào mà nhanh gọn mình đi. Dạ. Thì em thấy giống như là cũng nhiều người đi đường này nó đi sai như vậy. Theo quy định, hành vi không tuân thủ chỉ dẫn của biển báo hiệu đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô và từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô gắn máy. Tuy nhiên, không dừng lại ở việc bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính mà thói quen đi sao cho thuận tiện này sẽ khiến cho người tham gia giao thông đối diện với nhiều rủi ro, nhất là khi tuyến đường tránh thành phố Cao Lãnh chưa hoàn thành. Xe tải trọng lớn vẫn phải lưu thông qua nội ô thành phố.
Chuyên mục an toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.